Kính thưa quý vị, phần 2 anh Điệp sẽ trình bày như thường lệ anh Điệp sẽ trình bày vấn đề tin tức hàng tuần à, trong vừa xảy ra Dạ, yeah. yeah, kính thưa anh à, Thưa anh, trong hơn một tuần vừa qua thì có tin tức là à, thủ tướng Việt Nam Cộng sản đã bị tai nạn giao thông Và ông bị gãi tay chi đấy Thì trong một tuần lễ thì ông không có xuất hiện trên các mạng truyền thông thì cái việc mà cho rằng là ông thủ tướng gãy tay thì có rất là nhiều cái dấu hiệu để cho người ta thấy rằng đây là có thể là một cái chuyện nó không có rõ ràng vì rằng như chúng ta biết rằng à, tứ trụ và cái ban bí thư của đảng cộng sản việt nam về vấn đề sức khỏe là thuộc về bí mật quốc gia và không có thể ai công bố nhưng mà ở trên cái mạng xã hội thì cho thấy rằng là À, có chụp hình cho thấy rằng là cái cánh tay của của một người được cho rằng của thủ tướng cộng sản việt nam là bị gãi và mới đây thì ông có xuất hiện trong cái việc mà các cái lãnh đạo cộng sản họp lại để bàn thảo về vấn đề hội nghị trung ương sắp tới đây thì người ta quan sát người ta thấy rằng cái cánh tay phải của ông cái mu bàn tay nó bị hơi sưng so với cái mua bàn tay ở bên trái, đó là những cái người mà tò mò và theo dõi sát sao cái chuyện sức khỏe của các vị ấy và cũng mạng xã hội thì cũng cho biết nhiều cái chuyện và cái tin tức chính thức thì không thấy công bố. Tuy nhiên ở Việt Nam mà như chúng ta biết rằng những cái về vấn đề sức khỏe của các cái vị lãnh đạo cao cấp đấy là thuộc về bí mật quốc gia mà ở mạng xã hội đã đưa những cái tin tức này tức là công an nó sẽ điều tra những cái người mà tung tin và những người này có thể là bị xử phạt một một cái hình thức nghĩa là phạt rất là nặng vì là tiết lộ bí mật quốc gia và thứ anh mới đây đó thì theo cái tin tức cho biết rằng cái tàu lớn nhất về vấn đề hải giám của Trung Quốc nó đã đi sâu vào cái vùng biển Việt Nam và nó đã đi có thể nói là trong cái vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam nhất hạn là ở trong cái bãi tư chính gọi là có cái dàn khoan dầu của Việt Nam với lại nước ngoài ký kết và chẳng những ở Việt Nam mà ở các nước lân cận cũng có một chiếc tàu của hải cảnh cũng thuộc loại lớn đi quan sát vào đi sâu vào các cái vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia này thì các nhà bình luận quốc tế đã cho biết rằng là cái việc làm của Trung Quốc họ làm như vậy để họ tạo một cái thói quen và cho mọi người nghĩ rằng là họ đang đi tuần ở trên cái vùng biển của mình vì rằng là Trung Quốc đã cho rằng biển Đông coi như là của họ với cái đường lưỡi bò mà họ đã vẽ ra và cái việc làm của trung quốc nó thật sự là nó hoàn toàn trái ngược với những gì mà họ đã tuyên bố nhất hạn là khi mà gặp các cái lãnh đạo của các quốc gia ở đông nam á thì họ nói một đàn và họ làm một ngã và việt nam của chúng ta cũng gặp ở trong cái trường hợp tương tự tuy nhiên như nước láng giềng thì họ có những cái biện pháp chống trả rất là mạnh mặc dầu có thể nói rằng trước mắt thì cái cán cân lực lượng thành nghiêng về Trung Quốc ở cái thế mạnh tuy nhiên chẳng hạn như là Philippines lúc nào họ cũng cho rằng là họ phải chống đối và họ liên kết với Hoa Kỳ bằng những cái hiệp ước mà họ đã thỏa thuận từ trước tới nay để nhờ cái lực lượng của Hoa Kỳ mà kiềm tỏa lại Trung Quốc nhưng mà đối với Việt Nam vì rằng Việt Nam lúc nào cũng cho rằng là mình ở cái thế 3040 và cái chuyện mà của Trung Quốc thì Việt Nam cho rằng đấy là chuyện không dám nói là nội bộ nhưng mà chuyện đó là song phương giữa hai quốc gia để Việt Nam tìm những cái cách mà ngăn chặn cái việc này trên cái không biết trên cái bình diện gì thì chúng ta thấy rằng là cái chuyện đó là Việt Nam có thể là yếu thế hơn Và bây giờ nói về cái việc là thứ anh à, Một vài năm trước khi anh em chúng mình có nói về cái chuyện mà công đoàn của việc ở cái trong các cái xí nghiệp của Việt Nam mà phải sau những cái ký kết đối với lại các cái nước ngoài là công đoàn Việt Nam, chính phủ Việt Nam mới chấp thuận theo cái căn bản của Liên Hợp Quốc để mà tạo lên các cái công đoàn thì mới đây chính phủ Việt Nam đã cho biết rằng là chính phủ Việt Nam có thể ký phê duyệt cái việc mà thành lập các cái công đoàn độc lập các cái công đoàn có tính cách là là ngoài dòng cương tỏa của chính phủ cộng sản Việt Nam ở trong các cái xí nghiệp nhưng mà thưa anh ở Việt Nam mà khi mà nói một cái tổ chức một cái đoàn thể nào đó mà coi bằng không có liên quan không có dính líu không có sự giật dây không có sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam thì tôi theo cái nhận xét của tôi chuyện đó là hoàn toàn không tưởng tất cả mọi tổ chức mọi đoàn thể được thành lập ra nếu tổ chức và đoàn thể đấy mà có thực dụng thì tổ chức và đoàn thể đấy phải được lãnh đạo bởi đảng cộng sản việt nam còn nếu không thì nó chẳng qua là có trên giấy và những người lãnh đạo của nó cũng sẽ bị bắt cầm tù như trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy các cái tổ chức gọi là phi chính phủ những cái tổ chức mà có tính cách như là môi trường hay là nghiên cứu cái gì đó thì các cái lãnh đạo nó cũng sẽ bị bắt và truy tố về cái tội gọi là trốn thuế mà các cái tổ chức nhân quyền ở trên thế giới đã yêu cầu Việt Nam phải thống thích phóng thích các cái người này ra và phải để cho các cái cơ quan ấy hoạt động một cách độc lập tuy nhiên việc đấy hoàn toàn không có vì vậy cho nên nói chung cái việc mà ký kết phê chuẩn cái công ước của Liên Hợp Quốc về vấn đề tự do thành lập các công đoàn chẳng qua đó là phù phép chẳng qua đó là vuốt ve dư luận thứ nhất là dư luận của các cái nước tây phương các nước âu châu hoặc là các nước mà có cơ sở làm ăn à, xí nghiệp ở tại việt nam nhưng mà cái việc này cũng cho người ta thấy rằng là các cái các cái cơ quan các cái công ty xí nghiệp họ cũng bắt đầu lo ngại vì rằng là các cái công đoàn này được lập ra mặc dù là trá hình nhưng mà mục đích của nó đã đòi để mà đòi hỏi các cái cơ quan xí nghiệp của nước ngoài phải tăng lương cho những người gọi là lao động của Việt Nam. Nhưng mà cái việc này thì các cái tổ chức thương mại mà đặt trụ sở ở Việt Nam người ta đang chờ và nghe ngóng coi coi cái động thái sắp tới đây của cộng sản Việt Nam là như thế nào thưa anh có một cái vụ án mà nó xảy ra tại cái tỉnh An Giang Châu Đốc mà nó đúng ra là ở một cái quận gọi là quận Châu Phú là một cái quận rất là phong à, giàu tài nguyên nghĩa là thương mại mà nói chung là rất là đời sống cái người dân ở đây là thịnh vượng thì nó có một cái việc xảy ra là có một cái gia đình nếu mà đọc kỹ báo chí Cộng sản Việt Nam thì họ chỉ đưa ra là có xét xử năm người vì cái tội là tấn công cản trở nhân viên công lực nhất hạn là công an và những cái cơ những cái người của cái công ty cầu đường họ xây một cái con đường, họ lập một cái cầu. Và năm cái người này nếu xét kỹ coi kỹ thì năm người này là ở trong cùng một cái gia đình với nhau. Và khi mà chính quyền của Châu Phú họ mở cái con đường này, họ đi qua cái khu đất của cái gia đình này và có thể là họ bồi thường rất ít hoặc giả là không có bồi thường chi cả. Thì cái việc này đã làm cho cái gia đình này họ quốc ức và họ có những cái phản ứng. Và cái phản ứng của họ nói chung thì thật sự ra thì cũng giống như là phủi rùi mà thôi. Tuy nhiên vì rằng là năm người này dám chống lại với lại cơ quan công an khi mà họ đến đây bằng những cái chuyện như là họ tạt nước sôi hay là họ À, nước sôi hậu quả với lại mắm tôm hay là những cái chất cái là không có sạch sẽ gì đó để, để quăng vào các cái người công nhân hay là công an và kể cả khi mà có những cái bị thương tích thì phía bên công an cho rằng nhân viên công an cũng bị thương và phía gia đình cũng bị thương và cái việc này đã bị đưa ra tò... những cái gia đình này những người này bị đưa ra tòa và tổng cộng cái bản án dành cho năm người này là 12 năm tù 12 năm tù đối với một gia đình vì rằng là họ mất đất mất đai thì anh thấy rằng là cái chuyện này có thể nói chính phủ cộng sản Việt Nam họ chả có nhượng bộ họ chả có nghĩ gì đến cái quyền lợi của người dân cả mà họ dùng những cái gọi là chuyên chính vô sản này mà họ cưỡng bức họ chiếm đoạt cái tài sản của người ta và mở rộng ra thì anh thấy ở tây nguyên thì bây giờ những cái bản án dành cho 100 người mà đồng bào dân tộc ở tây nguyên thì rất là nặng rất là hà khắc có những bản án trung thân không có bản án tử hình nhưng mà những bản án trung thân và có những người mà họ đã ở nước ngoài họ cũng bị tuyên án khiếm diện và chính phủ việt nam một mực thì cho rằng là những người này là có bàn tay giật dây của những tổ chức mà họ nói rõ là tổ chức đó đặt ở bên hoa kỳ nhưng mà kỳ thật tất cả những người mà có hiểu biết thì đều cho rằng đây là mọi sự tranh chấp thứ nhất về đất đai thứ hai về tôn giáo nhất hạn là những cái đạo tin lành hoặc là những cái đạo mà nó gần như là đạo công giáo La Mã vì rằng là chính quyền Việt Nam cộng sản họ rất sợ các cái tổ chức nhất là những cái tổ chức liên quan về vấn đề tôn giáo và họ luôn luôn là họ có những cái cố tình là thiệt hạ và hiện thời bây giờ là là cái vấn đề tôn giáo ở ngoài miền Bắc hay là ở ngoài miền Trung mà do các những người đồng bào thượng Tại vì chúng ta biết rằng người đồng bào thượng họ rất là thật thà, họ rất là chân trách. Họ có thể nói là, nếu mà mình nói kỹ đó là người Kinh luôn luôn gạt cái người đồng bào thượng từ xưa tới giờ. Kể cả trước năm 1975 thì chúng ta thấy có những đoàn người đồng bào thượng mà họ đi đến thành phố, họ bán thuốc hoặc là họ bóc mạch họ coi. Thì à, người Kinh là coi thường cái người đồng bào sắc độc lắm. Và bây giờ vì rằng vấn đề là tôn giáo, vấn đề đất đai, vấn đề này kia cho nên chính phủ Cộng sản Việt Nam họ đàn áp và họ đưa những người này trong cái chuyện là có tính cách là chống đối, lật đổ chính quyền ca trị. Đây là một vấn đề mà có thể nói là nó sẽ kéo dài trong dài dài thế kỷ tới chưa biết đã 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 giải quyết được hay không nếu những người lãnh đạo không nhìn thấy vấn đề không coi cái người đồng bào dân tộc là những người cùng là một người việt nam thưa anh chương trình của chúng ta đến đây đã hết giờ và à, kính thưa quý vị chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình lần sau kính mong quý vị vẫn tiếp tục ủng hộ anh em chúng tôi trân trọng kính chào